sang cái bài tập số 5. Cái bài tập số 5 thì cái đề của nó thầy sẽ không có viết ra đây, thầy chỉ vẽ cái dạng của bài toán thôi. Thì người ta cho cái hình vuông là A, B, C, D như vậy đó. Thì trên các cái đỉnh A, đỉnh B và đỉnh D á, thì người ta gắn các cái điểm tích Q1, Q2, Q3. Ở đây đặc biệt là người ta không cho mình biết là Q1, Q2, Q3 là cái điểm tích dương hay điểm tích âm, người ta không nói gì cả. Người ta chỉ nói là Q1, Q2 và Q3 vậy thôi. Và như vậy á thì người ta yêu cầu mình thiết lập một cái công thức liên quan liên hệ giữa Q1, Q2 và Q3 để cho cái cường độ điện trường tại C này nè nó triệt tiêu. Đấy, cái nội dung của cái bài toán là như vậy. Các em thấy rằng cái bài toán này nó hơi lạ tí, là tất cả đều người ta đều không cho một cái bất kỳ một cái giá trị định lượng nào hết. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải cái bài toán này như sau. Thầy nói lại nè, cái yêu cầu của cái bài toán này á là khi người ta gắn vào ba đỉnh, đỉnh A, đỉnh B, đỉnh D này các cái điểm tích Q1, Q2, Q3 không? Thì cái mối liên hệ giữa Q1, Q2 và Q3 như thế nào để cho cái cường độ điện trường tại điểm C này triệt tiêu. Đấy. Và như vậy á, thì trước hết á là mình giả sử, trước hết mình giả sử, giả sử rằng Q1 á nó là một cái điểm tích dương. Giả sử Q1 nó là cái điểm tích dương. Như vậy đó thì nó sẽ tạo ra một cái điện trường tại cái điểm C. Điện trường tại điểm C nó sẽ có cái phương á là phương AC. Phương là phương AC. Phương là phương AC và dĩ nhiên là cái chiều từ A tới tới C. Đấy, đúng không? Nếu Q1 là điện tích dương thì cái điện trường ở đây thầy cho nó là E1 đi. Q1 thì là E1 đi. Đấy, nó sẽ tạo ra tại điểm C này một cái cường độ điện trường là E1, có phương như thế này, có chiều như thế này và có cường độ là thầy ghi là Q1. Q1 gây ra điện trường E1 tại C có phương, có chiều như hình vẽ và có cái độ lớn là E1. Cái độ lớn là E1 là gì? E1 có phải là KQ1 chia cho R bình phương, tức là chia cho cái khoảng cách bình phương, tức là AC bình phương. Mà AC thì các em dễ rồi, hình vuông thì các em cho cái này là A thì cái này nó là A căn 2 thôi. Như vậy thì chia cho AC bình phương tức là A căn 2 bình phương. Đấy. Thì cái này nó là KQ1 chia cho 2A bình phương. Đấy, các em có là E1 nên nó là như vậy. Thì các em biết là như thế này. Để cho mà cái cường độ điện trường tại điểm C này mà triệt tiêu á thì ta thấy rằng Q1 đã tác dụng lên nó rồi. Như vậy thì Q3 và Q2 đó nó phải là theo cái chiều ngược lại, là cái hợp của Q2 và Q3 nó phải tạo ra là cái E23, nó phải như thế này, đúng không các em? Đấy, thì như vậy thì nó mới tạo ra một cái lực trực trực đối E1 và E2 cùng phương, cùng độ lớn ngược ngược chiều thì nó mới triệt tiêu được. Đấy, như vậy thì ta thấy rõ ràng là để cho tạo cái E23 mà nó trực đối với là E1 như thế này á thì Q3 phải mang điện tích âm. Bởi vì điện tích âm thì nó mới, điện tích âm thì cái chiều của điện trường nó mới hút về về phía D. Như vậy thì Q3 nó phải âm. Q3 nó phải âm có nghĩa là nó tạo ra cái E3 có phương và có chiều như thế này. Và Q2 nó phải âm để mà cái cường độ điện trường, cái chiều của điện trường nó hướng từ C sang B. Có nghĩa là cái E2 nó phải là như thế này. Thì E2 và E3 như thế này nó mới tạo ra được cái E23 trực đối với lại E1.
Như vậy thì ta viết như thế này, đó là để EC triệu tiêu, để EC triệu tiêu nha. À, thì Q2 và Q3 phải âm. Phải âm. Đấy. Và ta có là E1 cộng cho E2 cộng cho E3 nó phải triệu tiêu đúng không em? Như vậy thì cái đây các em viết là E, E1. Cái E2 mà cộng E3 là E23. Bằng gì? Zero. Như vậy thì từ đây các em nhanh chóng suy ra là E1 á là bằng trừ E2 23. Và các em cũng có là E1 bằng E23. Đủ lớn. Đấy. Mà các em biết là E1 thì có rồi. Rồi E2 với E3 nó có cái đủ lớn bằng nhau. E2 và E3 nó có đủ lớn bằng nhau. E2 nè, E3 nè, nó có đủ lớn bằng nhau và nó là bằng KQ, KQ2, Q3, không? Tức là KQ, KQ2, Q3, E là bằng K, KQ, chia cho A bình phương đúng không các em? Đấy. Rồi. Như vậy thì các em có là gì? E2, E3, tức là E2 đó là bằng KQ2, E3 đó là bằng KQ3. Mà ở đây nó là cái điện tích âm nha. Chia cho cũng chia cho A bình bình phương. Đấy. Mà như vậy thì cái E23 đó thì rõ ràng là E2 và bằng E3 đó thì cái E23 nó là đường chéo của cái hình vuông này. Do đó E23 nó sẽ là gì? E23 nó sẽ là E2 căn 2. E2 căn 2 hoặc là bằng E3 nhân với lại căn căn 2, đúng không? Rồi. Khi mà ta đã có như vậy rồi thì ta phải đưa vào cái này nè, mà E1 là bằng E23. E1 là bằng E23. Như vậy thì từ đây nè, từ cái phương trình hoa thị này nè, thầy có thể viết được cái gì đây? E1, thầy không biết, thầy viết là KQ1 chia cho 2A bình phương. KQ1 chia cho 2A bình phương, thấy không? Là bằng E2 căn 2. E2 căn 2 bằng E3 căn 2. E3 căn 2. Như vậy thì sẽ viết như thế nào đây? Mà E2, E3 thì E2, E3 đó mình cũng có thể viết được lại là E2 á là bằng E1 chia cho căn 2, E3 là bằng E1 chia cho căn 2. Như vậy thì mình cũng có thể viết lại là E2, E2 là bằng E E3, E2 là bằng E3 là bằng E1 chia cho căn 2. E1 chia cho căn 2. Mà E1 á là bằng bao nhiêu? E1 là bằng KQ1. KQ1 chia cho 2A bình phương. Đấy, rồi nhân với lại căn 2 ở dưới. Đấy. Như vậy thì tới đây á chúng ta có cái quan hệ như thế nào đây? E2 thì có phải là KQ2, E2 nè, có phải là KQ2 chia cho A bình phương. E3 có phải là KQ3 chia cho A bình phương không? À, rồi cái này nó là KQ1, KQ1 chia cho 2 căn 2 A bình phương. Đấy. Bây giờ các em mới
đơn giản các cái thừa số này cho thầy. K K K A bình. Các em đơn giản hết đi. Như vậy thì các em có là Q2 bằng Q3. Q2 bằng Q3. Q2 bằng Q3 bằng gì? Bằng Q1 trên 2 căn 2. Bằng Q1 trên 2 căn 2. Ở đây các em nhớ rằng ngay từ đầu là mình giả sử rằng Q1 nó là một cái, Q1 nó là cái điện tích dương, thì Q2 và Q3 nó phải là cái điện tích âm. Thì Q2 và Q3 nó được phải điện tích âm. Do đó mình viết là Q2 nó bằng Q3 và bằng trừ Q1 chia cho 2 căn 2. Bởi vì Q1 nó dương. Bởi vì Q1 nó dương, cho nên Q2 và Q3 nó phải là trừ Q1. Như vậy thì cái biểu thức này chính là cái quan hệ giữa Q1, Q2 và Q3 để cho ba cái điện tích đặt tại ba cái đỉnh A, B, C này nè, nó tạo ra cái cường độ điện trường tại cái đỉnh C này triệt tiêu. Đấy, thì khi mà các em phân tích ra cái trường hợp thứ hai, tức là các em cho Q1 nó không phải là nó dương mà nó âm, thì các em cũng giải vậy thôi, các em cũng giải vậy thôi, chứ nó không có gì khác nhau cả. Và các em đi tới cái trường hợp là tổng quát là tương tự nha, tương tự khi cho Q1 nó âm, và các em có được cái công thức tổng quát là Q2 bằng Q3 bằng giá trị tuyệt đối của Q1 chia cho 2 căn 2. Đây là cái đáp số chính thức. Đây là cái đáp số cuối cùng của cái quan hệ giữa Q1, Q2 và Q3 để cho ba cái điện tích Q1, Q2, Q3 này nó tạo một cái điện trường tại điểm C này triệt tiêu. Chúng ta kết thúc cái bài toán cuối cùng của cái bài số 12 về điện trường. Mong rằng trong các cái bài toán mà thầy chọn lựa đưa ra sẽ giúp các em có một cái kỹ năng giải toán về đường điện trường và cường độ điện trường. Các em thấy rằng nói chung là các cái bài toán của cái chương 3 này đó thì nó liên quan rất nhiều tới cái phần vật lý lớp 10. Và trong các cái bài toán vừa rồi thầy trò chúng ta làm việc với nhau thì các em thấy rằng nó liên quan trực tiếp tới cái định luật 1, định luật 2, định luật 3 Newton. Thầy thân mến chào các em và thầy hẹn các em trong các cái video tiếp theo.